Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp định kỳ tháng 3 năm 2022 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố với các sở ngành, đơn vị, quận huyện. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Sau một năm thực hiện nghị quyết số 05 của Thành ủy về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã đạt một số kết quả bước đầu, hình thành các cơ sở dữ liệu nền và chuyên ngành phục vụ triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ chính quyền điện tử. Ngành công nghiệp, công nghệ thông tin có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân trên 20% trên một năm. Ngoài ra đã có 12 ứng dụng chính được đưa vào sử dụng như văn phòng chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng, nền tảng công dân số hay ứng dụng truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo chuỗi. Đề án thành phố thông minh tiếp tục được quan tâm đầu tư với 34 chương trình dự án ưu tiên từ nguồn ngân sách thành phố để lan tỏa tạo động lực. Riêng từ đầu năm 2022 cho đến nay, thành phố đã hoàn thành 7 trên 12 chỉ tiêu theo kế hoạch hành động chuyển đổi số năm. Cuộc họp cũng xin ý kiến về danh mục các tiểu dự án chuyển đổi số thành phố giai đoạn 2022-2025. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị cơ quan thường trực rà soát kết quả tiến độ các đề án chuyển đổi số thành phố thông minh, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các sở ngành, đơn vị, quận, huyện và giải quyết dứt điểm trước ngày 15 tháng 10. Tiếp tục chú trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn cho đội ngũ chuyển đổi số, nghiên cứu việc bổ sung cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin dưới cơ sở, yêu cầu duy trì hoạt động hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng, đấu thầu công khai tất cả dự án liên quan đến chuyển đổi số trong thời gian tới.